Vâng, xin chào tất cả mọi người. Chào tất cả quý vị, các cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh Yes Time TV. Sau những câu chuyện liên quan đến sư Minh Tuệ, thì giờ đây tôi lại muốn trò chuyện cùng với cô chú, anh chị và các bạn liên quan đến câu chuyện của thầy Thích Trân Quang, cũng như là những cái lùm xùm mà dư luận đang quan tâm trong cái thời gian vừa qua. Nhưng trước khi đi vào cái phần chính thì tôi lại muốn trò chuyện thêm một lát như thế này. Angela Phương Trinh là một đệ tử rất là thân tín, có thể nói là đệ tử, cả đệ tử ruột đấy. Thì trong mấy ngày vừa rồi thì liên tục vẫn cứ tiếp tục đáp trả những cái luồng ý kiến trái chiều nói về cô ấy, cũng như trong cái câu chuyện cái tấm bằng của thầy Thích Trân Quang. Câu hỏi đặt ra ở đây, nếu như có một cái trường hợp là cái bằng cấp 3, cái bằng cấp 3 ngày xưa đó của ông Thích Trân Quang là bằng giả, hoặc là nó không đủ, để không đủ điều kiện đi để Bộ Giáo dục và Đào tạo ghi nhận nó là một cái bằng hợp pháp, thì liệu Angela Phương Trinh cô ấy nghĩ sao khi mà cô ấy cứ lên status nói về cái quan điểm của mình về cái việc học Phật và duyên nghiệp. Nhưng mà thực ra thì tôi nghĩ rằng là thay vì làm những cái đó thì hãy ổn định lại tinh thần một chút, đừng đấu đá với cái anh chàng Nguyễn Xin, cũng như là đừng thanh minh gì cho mình, hay là phải dạy người khác phải tu tập như thế nào cả. Tất nhiên ý kiến nếu tiến bộ thì mọi người có thể nghe, nhưng quan điểm của tôi ở đây là tôi đang nói là ở những cái góc độ vì những cái thị phi ấy, thì hình như là cô vẫn không thể dứt khỏi cái thị phi sau những cái vạ miệng, mà nói đúng hơn là sau những cái lời nói rất là kém cỏi nhắm về thầy Thích Minh Tuệ, cũng như là những cái phát biểu trước kia của cô ấy, chứ cũng chẳng riêng gì cái câu chuyện liên quan đến thầy Thích Minh Tuệ đâu. Và các anh các chị, đây là cái điều mà tôi nói một cách rất là thẳng thắn, tu là để sửa chứ không phải là tu là để cố tình phát ngôn thêm, càng sai thì lại càng sai thêm nha Angela Phương Trinh. Cho nên là cái việc ở đây là tôi nghĩ là cô nên xem xét lại cái bản thân mình trước đó, trước khi muốn người khác phải cầu thị, hay là người ta phải học, hay là người ta phải hướng Phật như thế nào. Cái điểm tiếp theo thì chúng ta lại phân tích theo cái góc độ như thế này, mỗi người thì đưa ra một cái quan điểm khác nhau. Nhưng nếu như theo những cái luồng ý kiến và những cái điều mà tôi vừa nói ở cái đoạn đầu video đó, nếu như cái bằng, kể cả là bằng cấp 2 hay cấp 3 gì đó, bằng cấp 3 thì như là bằng tú tài ngày xưa đấy bạn, thời chế độ Sài Gòn đúng không, Việt Nam Cộng Hòa đó, nếu như những cái bằng cấp đó nó không đủ điều kiện, tôi chưa cần nói là có cái sai phạm hay không nhá, nếu như cái bằng cấp đó nó không đủ điều kiện để ông Thích Trân Quang, để ông ấy có thể hợp thức hóa tất cả mọi việc, kể cả liên quan đến cái tấm bằng tiến sĩ của mình, hoặc nếu cái bằng đó nó có phù hợp, nhưng nếu trong cái quá trình, nếu như trong cái quá trình đào tạo và cái khâu đào tạo đến tiến sĩ của ông ấy có vấn đề, thì các anh chị nghĩ sao trong cái câu chuyện này? Nếu như tất cả nó không phù hợp, hoặc có cái việc ở đây, tôi không cần nói nhiều lý do làm gì, có cái việc ở đây liên quan đến cái bằng giả bằng thật, nếu như cái bằng đó, cái bằng cấp 3 đó là giả nếu cái bằng cấp 3 nó là giả, thì các anh các chị nghĩ thế nào đây? Liệu ông ấy có còn tại vị được hay không? Tôi nghĩ là nếu theo như cái quan điểm rất là rõ ràng sẽ là không đâu, chứ không ai người ta chấp nhận một cái vị chủ trì thượng tọa mà lại có thể là sử dụng bằng giả hoặc là bằng không hợp lệ. Có rất nhiều cách gọi, nhưng mà tôi muốn nó gọi một cách rất bình thường thôi, bằng không đủ tiêu chuẩn nha. Và nếu như bản thân ông ấy lại chính là người liên quan đến cái bằng đấy, nó giống như là cái câu chuyện bằng giả bằng thật chúng ta đi mua đó. Bằng đại học thì tôi không nói nha, tôi đang nói được bằng giả bằng thật mà chúng ta đi mua, cái hệ của ông đấy là học hệ tại chức, có cái gì đâu, đúng không? Cái quan trọng ở đây là ông ấy đi mua,
ông ấy liên quan thì không cẩn thận nó lại liên quan đến những cái việc làm giả giấy tờ con dấu của cơ quan tổ chức nhà nước thì sao? Cơ quan tổ chức chứ không phải tổ chức nhà nước. Thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ có nhiều cái vấn đề liên quan đến trong câu chuyện mà ở video trước là tôi nói rất rõ. Hy vọng là các cơ quan chức năng mà đặc biệt là giáo hội sẽ làm việc nghiêm túc với cái trường hợp của ông Thích Trần Quang. Đó, đúng là đúng và sai là sai. Đúng thì phát huy và sai thì phải xử. Sai thì phải xử chứ không có nghĩa rằng là từ trước đến giờ tôi nói thật với các bác các chị có rất nhiều cái lùm xùm liên quan đến một số sư thầy, kể cả là một số vị trụ trì mà nó làm cho dư luận đã bức xúc từ rất lâu rồi. Nếu cái những cái vấn đề đó mà vẫn cứ để tiếp tục thì nó rất dễ là chúng ta đánh mất đi cái lòng tin của Phật tử, của dư luận, mà nhất là đạo Phật thì lại là phổ biến ở Việt Nam, và bà con tin vào đạo Phật, hay là nói đúng hơn là bà con tín ngưỡng tôn giáo đạo Phật rất là nhiều, đạo Phật và đạo Công giáo. Cái điều ở đây nữa là tôi muốn nói một cái khía cạnh, đấy là dưới góc độ quản lý nhà nước thì cũng phải nhìn xem là những cái phát ngôn của ông Thích Trần Quang xử như vậy đã hợp tình hợp lý hay chưa. Bởi vì tôi đồng ý với cái quan điểm của rất nhiều người là ông này ông đang hướng theo cái quan điểm của ông, hướng theo cái kiểu là đây theo mấy tàu khựa đó, mấy tay tàu khựa đó. Mà tàu khựa thì các anh các chị biết rồi, tàu khựa là cái thành phần chống phá nhà nước và bao nhiêu nữa, hàng ngàn năm chúng ta đã phải hàng ngàn năm bắc thuộc ảnh hưởng rất nhiều bởi tàu khựa. Và đến bây giờ kể cả là xã hội hiện đại, tàu khựa vẫn luôn lăm le xâm chiếm tranh giành lãnh thổ, muốn biến nước ta là sân sau, dùng cái sự ảnh hưởng của một nước lớn lên chúng ta. Mà một quốc gia, một dân tộc thì cần có cái sự tự hào, cái sự tự tôn, lòng tự tôn của dân tộc đó. Thế đây thì nghe cái cách tôi nghe những cái bài thuyết giảng trước kia của ông đấy và cái cách mà ông ấy nói, thật sự là tôi không thể tưởng tượng được. Đấy lại là một thượng tọa, một thượng tọa của người Việt, của một ngôi chùa lớn ở một cái vị trí rất là đắc địa, rất là đẹp. Tôi cũng không ngờ đó lại là một phát biểu của một người có học hàm tiến sĩ, học liên thông từ đại học lên cái đó. Tóm lại là mình không nghĩ rằng là ông ấy có thể dùng những cái ngôn từ đó. Thì hãy xem xét xem ông ấy đang ở cái góc độ nào trong cái câu chuyện và trong cái việc làm rõ những cái nghi vấn nó liên quan đến trong câu chuyện, để làm sáng tỏ. Và một điều nữa là để cho bà con nhìn rõ, thấy cái bộ mặt thật, hoặc thấy cái sự thật cần phải xử, hoặc là xử lý răn đe nghiêm túc hơn nữa, giống như Thích Nhuận Đức trong những phát biểu. Đối với những người Angela Phương Trinh, hy vọng là sẽ có những cái chế tài rõ ràng hơn nữa, nặng hơn nữa đối với những người như vậy, để không lên giao giảng và nhồi sọ vào trong đầu những Phật tử hay là những người là fan của mình nhìn và tin tưởng theo những cái điều nó phải nói ở đây là nó là những cái điều nó rất là tiêu cực. Thì mong là cơ quan chức năng sẽ xử hoặc là làm theo sao cho nó sáng tỏ. Còn cái việc đối với ông Thích Trần Quang, tôi nghĩ thật sự là tôi thiết nghĩ rằng là những người như ông Thích Trần Quang cần phải có những cái chế tài thật sự rõ ràng hơn nữa trong cái việc xem xét kỷ luật xử lý ông này, nó mới tốt, nó mới lấy được lòng tin. Bởi vì thật sự là như tôi đã nói rất là rõ ràng, những người như ông ấy và Thích Nhuận Đức đã làm mất đi cái lòng tin của bà con Phật tử rất là nhiều. Và đặc biệt trong cái câu chuyện sau khi phát biểu về thầy Thích Minh Tuệ,
Và tôi không muốn, ở đây tôi rất là quan điểm rất là rõ ràng, đừng để một người như ông Thích Trần Quang hay những người như Angela Phương Trinh làm ảnh hưởng đến những cháu nhỏ có hoàn cảnh không nơi nương tựa, hoặc là trẻ mồ côi ở các tu viện hoặc những chùa mà họ đang ở đó, tu tập ở đó nha. Tách bạch ra câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ và tách bạch ra những câu chuyện như của ông Thích Trần Quang, để không cho những cái thế lực chống phá nước ngoài lợi dụng vào cái câu chuyện của thầy Minh Tuệ sang cả câu chuyện của thầy của ông Thích Trần Quang, mặc dù ông ấy có phát biểu sai và không đúng về thầy Minh Tuệ thì đó là cái nghiệp của ông ấy và ông ấy sẽ bị xử lý. Nhưng còn những cái liên quan đến những cái khác nữa, chúng ta tách bạch ra, chúng ta không cần phải mượn câu chuyện của thầy Thích Minh Tuệ để nói ông ấy, nhưng hãy làm cho đến nơi đến chốn. Thì tôi tin rằng là tất cả những cái vấn đề của bà con lấy lại cái lòng tin từ giáo hội, từ cơ quan chức năng, để cho bà con Phật tử chân chính đến cúng dường chùa, và chùa vẫn là nơi một cái gì đó, một cái điểm tựa tinh thần cho bà con trong cái việc là tín ngưỡng tôn giáo. Cảm ơn tất cả mọi người, chúc cô chú anh chị và các bạn sức khỏe bình an nhé.